Trước khi bước vào video ngày hôm nay, Battlecry xin giới thiệu với các bạn hai dự án mới của team. Đó là kênh Battlecry Khám phá Thế giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị của thế giới vô cùng hấp dẫn. Tiếp theo là kênh Battlecry Thương Trường Kể Chuyện, nơi đây là những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị mà chắc chắn là các bạn sẽ thích. Hy vọng rằng các bạn sẽ ghé và ủng hộ hai dự án mới của team mình nhé. Link của cả hai kênh mình có gắn ở phần mô tả và top comment của video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Trong suốt lịch sử chiến tranh Việt Nam, cả người Pháp và người Mỹ đều đánh giá Tây Nguyên là nóc nhà của Đông Dương. Đó là một vùng đất có giá trị chiến lược quân sự quan trọng. Ai làm chủ được Tây Nguyên sẽ làm chủ được Đông Dương. Tuy nhiên, vào năm 1975, quân đội Sài Gòn đã quyết định rút khỏi vùng đất chiến lược này. Đó không phải là một đợt lưu binh chiến thuật mà là một cuộc rút lui quy mô lớn với cả một quân đoàn được trang bị hiện đại gồm hàng ngàn xe pháo và các trang bị cồng kềnh. Quyết định rút lui này được đưa ra sau khi quân đội Sài Gòn để mất thành phố Buôn Ma Thuột. Hơn một tháng sau cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên, tướng Việt Nam Cộng Hòa Phạm Văn Phú, người trên danh nghĩa chịu trách nhiệm về cuộc hành quân này, đã tự sát bằng thuốc độc. Theo đánh giá của nhiều người, trách nhiệm lẽ ra thuộc về Nguyễn Văn Thiệu, nhưng vì phải lãnh đạn thay nên viên tướng này mới uất ức tìm đến cái chết. Kế hoạch rút chạy bị phá sản. Vào trưa ngày 14 tháng 3 năm 1975, sau những nỗ lực phản kích tái chiếm lại Buôn Ma Thuột không thành công, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã vội vã bay ra Cam Ranh họp với các tướng Phạm Văn Phú và các tướng lĩnh quân đội khác bàn bạc về tình hình chiến sự tại vùng 2 chiến thuật. Cùng dự cuộc họp này có các tướng Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viên và Đặng Văn Quang. Trong cuộc họp đó, Thiệu hỏi tướng Cao Văn Viên là có còn quân chủ bị để tăng cường cho Tây Nguyên không thì nhận được câu trả lời là không còn. Phạm Văn Phú báo cáo với Thiệu: "Chúng tôi đã cho trung đoàn 44 và trung đoàn 45 giải tỏa Buôn Ma Thuột, nhưng lực lượng của đối phương quá mạnh, đẩy lùi lực lượng của chúng ta về phía đông quốc lộ 21. Ở Kon Tum và Pleiku, quân địch đánh mạnh vào liên đoàn 23 biển động quân. Phi trường Cú Hanh thì bị pháo kích liên tục. Ở phía đông quốc lộ 19, trung đoàn 95 Cộng sản đánh mạnh vào liên đoàn 4 biển động quân và thiết đoàn 3 kỵ binh, đã có 12 thiết giáp bị cháy." Nghe xong, Thiệu hỏi Phú: "Đứng trước sự kiện đó, anh nghĩ sao?" Phú trả lời: "Xin giữ Buôn Ma Thuột bằng mọi giá. Tôi sẽ ở lại Pleiku và hy vọng sẽ giữ được nó trong vòng 1 tháng. Với điều kiện, Tổng thống và tướng Viên phải đảm bảo việc yểm trợ hỏa lực không quân tối đa và bổ sung quân cho tôi như cũ." Nguyễn Văn Thiệu ngán ngẩm lắc đầu và chỉ thị cho Phú: "Quân viện đã bị cúp, đạn và tiền đều thiếu, địch đánh mạnh hơn năm 68, năm 72. Chúng ta không thể giữ nổi cao nguyên nữa. Tôi ra lệnh rút về giữa vùng duyên hải." Và thế là kế hoạch bỏ Tây Nguyên đã được định đoạt. Số phận quân khu 2 Việt Nam Cộng Hòa cũng được khai tử. Từ Cam Ranh về, ngay tối ngày 14 tháng 3, Phạm Văn Phú triệu tập một cuộc họp khẩn tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2 ở thị xã Pleiku, trình bày lại chỉ thị của Thiệu và ra lệnh rút khỏi Kon Tum, Pleiku. Chuẩn tướng Trần Văn Cẩm được giao thiết lập kế hoạch rút quân. Sợ lộ kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân khu 2 Việt Nam Cộng Hòa quyết định dùng mật lệnh từng giai đoạn rút, không phổ biến rộng rãi. Theo chỉ thị của Nguyễn Văn Thiệu, không được thông báo trước cho các tỉnh trưởng. Ai biết thì rút, không biết thì ở lại Tây Nguyên. Lý do là dùng lực lượng địa phương ở đây để chống đỡ, bảo vệ cho chủ lực rút lui an toàn. Mặt khác, để đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương, giữ bí mật cho cuộc tháo chạy. Kế hoạch rút quân được hoạch định và thông qua một cách bí mật, không thông báo cho các tỉnh trưởng để họ tự thủ. Kể từ khi Việt Nam bị chia cắt, đây là lần đầu tiên một quyết định tháo chạy khỏi một địa bàn trọng yếu gồm có 7 tỉnh với 1,7 triệu dân được đưa ra, báo hiệu cho sự cáo chung của chính quyền Sài Gòn. Vấn đề rút theo đường nào cũng được đưa ra bàn bạc. Tướng Cao Văn Viên nói rằng, trong lịch sử chiến tranh Đông Dương, chưa có lực lượng nào rút theo đường 19 mà không bị diệt. Những người dự họp cho rằng, chỉ còn con đường số 7 từ lâu không dùng đến. Tuy xấu, nhưng như vậy có thể tạo được yếu tố bất ngờ giúp cuộc rút lui an toàn. Ngày 15 tháng 3, quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu rút khỏi Tây Nguyên. Liên đoàn biệt động số 6, liên đoàn biệt động số 23 và lữ đoàn kỵ binh số 2 làm nhiệm vụ bảo vệ đường. Liên đoàn công binh đi trước để sửa chữa đường, bắc cầu. Trước đó, vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng 3, Bộ Chỉ huy Tiền phương Quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa đã rút về Nha Trang bằng máy bay. Tới đêm ngày 16 tháng 3, các đơn vị công binh, thiết giáp bắt đầu rút. Trong doanh trại thì lính đốt hồ sơ, hủy đạn dược, xăng dầu. Thấy vậy, dân chúng cũng chạy theo bằng đủ các loại phương tiện. Cuối cùng thì chẳng có lệnh gì, mạnh ai nấy chạy. Đêm đó, thị xã Pleiku sáng rực với những đám cháy khắp nơi. Súng các cỡ thi nhau nổ
cộng với những tiếng khóc bên đường của những người chạy theo tạo lên một cảnh tượng thật khủng khiếp. Mặc dù giữ được bí mật, nhưng khi các đơn vị của quân đoàn 2 rút lui thì lực lượng các tỉnh cũng tháo chạy, tạo ra một cảnh tượng tháo chạy hỗn độn chưa từng thấy. Quân đoàn 2 từng được mệnh danh là Nam Bình, Bắc Phạt, Cao Nguyên Trấn, giờ đây chỉ còn một đống hỗn độn. Để mất Tây Nguyên, tướng hai sao Phạm Văn Phú tự kết liễu đời mình. Theo nhiều nguồn tin thì bằng thuốc độc, hoặc có nguồn tin khác thì lại cho rằng ông ta kết thúc cuộc đời bằng một viên đạn súng ngắn vào đầu. Sai lầm về chiến lược rút chạy khỏi Tây Nguyên của Nguyễn Văn Thiệu đã làm thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng thất bại không thể tránh khỏi cho Sài Gòn. Mặc dù một số lượng lớn bộ binh của quân đoàn 2 chạy thoát về phía đồng bằng ven biển, nhưng tinh thần hoang mang và các vũ khí hạng nặng đã mất nên quân đoàn này về cơ bản đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Mặt khác, các nhóm tàn quân rút được về đồng bằng cũng không những không thể tăng cường thêm sức mạnh phòng thủ mà thậm chí chỉ làm tăng thêm không khí hoang mang cho những kẻ chưa bị tấn công. Vì sao Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút khỏi Tây Nguyên? Nhận xét về quyết định rút khỏi Tây Nguyên của quân đội Sài Gòn, trong hồi ký Đại thắng mùa xuân, tướng Văn Tiến Dũng viết: "Trong ký ức của tôi hiện lên nhiều hình ảnh rút chạy của địch trong cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Cảnh tháo chạy của Sắc Tông và Le Pazer trên đường số 4 hồi chiến dịch giải phóng biên giới. Cảnh tháo chạy của Trung đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ ở Khe Xanh năm 1968, của Sư đoàn 1 của các lữ đoàn dù và lữ đoàn Thủy quân lục chiến của Ngụy ở đường 9 Nam Lào năm 1971, của Sư đoàn 3 Ngụy ở Quảng Trị năm 1972. Địch đã nhiều phen rút chạy trước sức tiến công của ta và thường áp dụng những thủ đoạn nghi binh khác nhau khi rút. Nhưng giờ đây, cả một quân đoàn chủ lực của Ngụy rút chạy, học tốc, bỏ cả Tây Nguyên, một địa bàn chiến lược rất quan trọng thì vì sao? Theo lệnh của ai? Hai đòn sấm sét của ta đánh ở Nam Tây Nguyên đã làm rúng động của địch đến thế kia ư? Đúng là đòn đánh đã trúng huyệt, địch bắt đầu ngấm chỉ sau có mấy ngày. Đúng là địch đã choáng váng và rối loạn về chiến lược, lại một sai lầm nữa rất lớn về chiến lược của chúng." Người quyết định rút bỏ khỏi Cao Nguyên là Tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu, là một sĩ quan lục quân được đào tạo bài bản theo chương trình của Pháp. Trước khi bước vào chính trường, Thiệu không thể không hiểu vị trí chiến lược của Tây Nguyên. Vậy thì vì sao ông ta đã quyết định đi một nước cờ như vậy? Trong cuốn sách Khi đồng minh tháo chạy, ông Nguyễn Tiến Hưng, phụ tá của ông Thiệu, đã cố gắng trả lời những câu hỏi này dựa trên các sự kiện liên quan. Theo ông Hưng, ảnh hưởng lớn nhất cho quyết định này là tình hình viện trợ quân sự của Mỹ. Giữa tháng 8 năm 1974, Quốc hội Mỹ duyệt mức chuẩn chi viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa ở con số 700 triệu đô. Cũng thời điểm đó, theo tính toán của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, dự trữ đạn dược và xăng dầu đã gần cạn. Nếu không có bổ sung, dự trữ đạn tồn kho chỉ đủ cung ứng từ 30 đến 45 ngày. Tướng Cao Văn Viên nói rằng, số đạn tồn kho sẽ hết vào tháng 6 năm 1975 nếu không nhận được thêm viện trợ. Trên cơ sở đó, một số tướng lĩnh Sài Gòn dưới sự cố vấn của sĩ quan Mỹ đã đề xuất lên ông Thiệu ý tưởng rút bỏ khỏi Cao Nguyên nếu quân giải phóng tổng tấn công. Ông Nguyễn Tiến Hưng kể lại rằng, trong một cuộc họp hồi cuối năm 1974, ông đã đọc được một tài liệu phân tích ảnh hưởng của các mức viện trợ quân sự tới khả năng chiến đấu và phân chia theo từng quân binh chủng. Theo đó, nếu mức viện trợ quân sự là 1,4 tỷ đô thì có thể giữ được tất cả những khu đông dân cư của cả 4 vùng chiến thuật. Nếu là 1,1 tỷ đô thì vùng 1 phải bỏ. Nếu là 900 triệu thì khó lòng giữ được vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Nếu là 750 triệu thì chỉ có thể phòng thủ được vài khu vực chọn lọc. Còn nếu dưới 600 triệu thì chỉ còn giữ được Sài Gòn và vùng châu thổ sông Cửu Long. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 8 năm 1974, một nhóm nghiên cứu của quân đội Sài Gòn được chuẩn tướng về hưu Ted Sarong của Australia cố vấn đã đi đến kết luận là quân đội Sài Gòn nên bỏ vùng 1 và vùng 2, chỉ tập trung giữ lại một tuyến từ Tây Ninh tới Nha Trang. Như vậy, quyết định rút khỏi Cao Nguyên của ông Thiệu ít nhất đã được xem xét từ trước đó vài tháng, nhưng không phải dựa trên những cân nhắc về chiến lược chiến thuật quân sự mà chỉ dựa trên số lượng viện trợ quân sự của Mỹ. Qua đó cho thấy rõ tính chất phụ thuộc của quân đội Sài Gòn vào Mỹ. Trên đây là toàn bộ những lý giải vì sao Nguyễn Văn Thiệu lại có quyết định triệt thoái toàn bộ quân đoàn 2 khỏi Tây Nguyên. Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Like và tương tác với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn ở phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thật giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thường Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.